Chúng ta bắt đầu vào đếm nhịp từng tổ hợp các bạn nhé. Tổ hợp thứ nhất gồm có 8 bước và chúng ta bắt đầu bằng chân phải, đi bộ 4 bước sang phía bên phải. 1, 2, 3, 4. 4 bước khóa chân. 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ hai cũng gồm 8 bước và cũng bắt đầu bằng chân phải. Chúng ta cũng đi bộ 4 bước sang phía bên trái. 1, 2, 3, 4. 4 bước khóa chân. 5, 6, 7 và 8. Mình làm lại tổ hợp thứ hai nhé. Bắt đầu bằng chân phải, chúng ta đi bộ 4 bước sang phía bên phải. 1, 2, bên trái các bạn nhé, xin lỗi. 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 3. Tiếp tục tổ hợp thứ 3 các bạn nhé. Tổ hợp thứ 3 gồm có 12 bước và chúng ta đi bộ 4 bước lên phía trước, về phía bên phải. 1, 2, 3, 4. 8 bước chúng ta đá kép nhé. 5 và 6, 7 và 8, 9 và 10, 11 và 12. Tổ hợp tiếp theo gồm có 20 bước. Các bạn sẽ trượt lùi 4 bước, trượt bay 4 bước về phía sau. Bắt đầu bằng chân trái, chúng ta đập gót lên phía trước. 5, 6, 7, 8, đổi bên, đổi chân. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Làm lại với tốc độ nhanh hơn chút các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2. Bắt đầu với chân phải sang phía trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3, 12 bước. Bắt đầu với chân phải, tiến phía trước một chút sang phía bên phải. 1, 2, 3, 4. 8 bước đá kép. 5 và 6, 7 và 8, 9 và 10, 11 và 12. Tổ hợp thứ 4 gồm có 20 bước, lùi 4 bước. 1, 2, 3, 4. 16 bước tiếp theo là chúng ta bắt đầu đập gót chân trái nhé. Và giật lùi 1, 2, 3, 4 quay. 5, 6, 7, 8 quay. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Tiếp tục là tổ hợp cuối cùng các bạn nhé. Gồm có 16 bước chúng ta bật gót và lùi. Đó, chúng ta đá chân trái, đá gót chân trái lên. Đó, và chạm nè. 1. Chúng ta đá nè. 1. Đó. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Nó bị sát tường các bạn. Lùi nữa nhưng mà nó phải sát tường các bạn nhé. Các bạn thông cảm. Mình ôn lại toàn bộ bài các bạn nhé. Tổ hợp 1 bắt đầu bằng chân phải, 8 bước và chúng ta đi bộ 4 bước. 1, 2, 3, 4. 4 bước khóa chân và di ngang.
5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2 cũng gồm 8 bước và cũng bắt đầu vào chân phải, đi sang phía trái 4 bước. 1, 2, 3, 4. 4 bước hóa chân và duy ngang. 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3 gồm có 12 bước, chúng ta đi bộ 4 bước cũng bắt đầu bằng chân phải và đi lên phía trên một chút, sang phía bên phải. 1, 2, 3, 4, 8 bước chúng ta đá kép. 5 và 6, 7 và 8, 9 và 10, 11 và 12. Tổ hợp 4 gồm có 20 bước và chúng ta trượt bay 4 bước về phía sau. 1, 2, 3, 4, 16 bước là chúng ta sẽ đập gót nhé, đập gót và lùi các bạn nhé. Các bạn làm theo mình. 1, 2, 3, 4, chúng ta xoay đổi chân. 5, 6, 7, xoay. 13, 14, 15 và 16. Tiếp theo đến tổ hợp cuối cùng các bạn nhé. Cũng gồm có 16 bước, chúng ta đá chân trái này, đá chân trái và chạm gót. Đó, đá chân trái và chạm gót. Và chúng ta bật vừa lùi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Đó, bài này rất đơn giản các bạn nhé. Chúc các bạn luyện tập thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều.